Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thời tiết cuối ngày mùng 10 tháng 5 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, trong đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ chịu sự ảnh hưởng của hệ thống áp thấp nóng phía Tây nên trời ít mưa, ban ngày nắng có cường độ tương đối mạnh và nắng nóng xảy ra ở tại khu vực phía Tây Bắc với nhiệt độ là từ 34 đến 37 độ. Trong khi đó, các tỉnh thành ở tại khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ chỉ từ 33 đến 36 độ. Tuy nhiên, từ chiều tối ngày mai 11 sang đến ngày 12 tháng 5, hệ thống gây mưa trở lại các tỉnh Bắc Bộ được dự báo sẽ hoạt động. Thời tiết nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan. Về nền nhiệt thì do mây ngăn cản bức xạ ban ngày, nên nhiệt độ trong trưa chiều ngày 12 giảm xuống còn phổ biến khoảng từ 31 đến 34 độ C, chỉ còn một số nơi cao hơn. Sang ngày sau 13 tháng 5, hệ thống gây mưa suy yếu nhanh, nhiệt độ lại tăng trở lại, nắng nóng lại xuất hiện. Như vậy là chỉ trong 3 ngày tới mà thời tiết ở tại khu vực Bắc Bộ có nhiều chuyển biến ở những trạng thái khác nhau, do đó người dân cần phải chú ý để đảm bảo sức khỏe. Các tỉnh miền Trung trong ngày 11 và ngày 13, trạng thái thời tiết phổ biến chỉ có mưa ở vài nơi, mây giảm, nắng nhiều hơn, nhiệt độ xu hướng gia tăng trên toàn miền. Ở phần khu vực Bắc và tại khu vực Trung Trung Bộ xảy ra nắng nóng, nhiệt độ trưa chiều phổ biến ở khoảng từ 35 đến 38 độ. Sang tới ngày 12, do chịu ảnh hưởng của giải thấp nên các tỉnh như là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh khả năng là có mưa rào và dông, nhưng lượng thì không nhiều, góp phần làm cho thời tiết dịu bớt, với mức nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng là từ 33 đến 36 độ. Phần phía Nam, các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ, đới gió Tây Nam hoạt động chưa mạnh nhưng đều hơn, nên trong chiều tối nay và chiều tối ngày 11, ngày 12, khu vực này có mưa rào và dông. Khu vực có mưa và cường độ mưa cũng tập trung nhiều hơn ở tại khu vực Tây Nguyên hơn là ở các tỉnh Nam Bộ. Trong cơn dông cũng cần phải đề phòng những hiện tượng thời tiết cực đoan. Do có mưa nên ban ngày trời có nắng với cường độ trung bình, thời tiết nắng, nhiệt độ cao tạm thời suy giảm trong 2 ngày này, phổ biến là ở dưới ngưỡng 34 độ. Phải từ ngày 13 tháng 5 trở đi, thời tiết ít mưa, chủ yếu chỉ còn mưa vài nơi trên khu vực, nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng nhẹ. Các tỉnh ở tại khu vực miền Đông Nam Bộ sẽ là nơi có nhiệt độ cao nhất. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, ở trên khu vực Biển Đông bao gồm cả hai quần đảo là Hoàng Sa và Trường Sa, trời phổ biến nắng ráo không mưa, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, gió hoạt động yếu, phổ biến là ở dưới cấp 5 nên không gây nhiều trở ngại cho các hoạt động hàng hải. Tuy nhiên, hiện nay có một cơn bão đang hoạt động ở vùng biển phía đông Philippines, nên từ tối nay mùng 10 tháng 5, vùng biển phía đông bắc của Biển Đông có gió mạnh lên cấp 6, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Bà con ngư dân cần phải lưu ý theo dõi các thông tin thời tiết cập nhật để đề phòng ảnh hưởng gió mạnh, sóng cao và mưa của cơn bão này đến phần Biển Đông. Như vậy, thời tiết Bắc Bộ có mưa trở lại từ chiều tối ngày 11 sang ngày 12. Từ ngày 13 trở đi thì trạng thái thời tiết chủ yếu là ít mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ cao, khô. Các tỉnh Bắc Trung Bộ thì nắng nóng gián đoạn trong ngày 12 do có mưa rào và dông làm dịu bớt nền nhiệt độ. Ngày 11 và ngày 13, thời tiết chủ đạo là ít mưa, nắng nóng, nhiệt độ cao xảy ra ở các tỉnh thuộc Bắc và Trung Trung Bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ nền nhiệt độ trưa chiều giảm nhẹ, chiều tối và đêm ngày 11 và ngày 12 có mưa rào và dông rải rác. Đến đây bản tin thời tiết cuối ngày của chúng tôi cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một đêm ngon giấc.